Xin chào tất cả các em. Sau đây thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài tập số 4, trang 92 sách giáo khoa hình học 11. Đề bài số 4 của chúng ta như sau: Cho hình tứ diện ABCD, gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và CD. Chứng minh rằng: Câu a: Vector MN bằng 1/2 vector AD cộng vector BC. Câu b: Vector MN bằng 1/2 vector AC cộng vector BD. Thầy gợi ý phương pháp của làm của chúng ta ở trong bài toán này sẽ là sử dụng uh, quy tắc 3 điểm. Quy tắc được sử dụng khá là nhiều đấy. Quy tắc 3 điểm trong bài toán này. Ở đây thầy đã vẽ hình và ghi tóm tắt đề bài để chúng ta, ta có thể tiện trong chứng minh. Thì quy tắc 3 điểm sử dụng như thế nào? Thì đầu tiên, câu A thầy sẽ có vector MN. Thầy tách ra thành vector MA muốn xuất hiện vector ad đúng không vì thế thầy sẽ cộng với vector ad để xuất hiện được vector ad ma này cộng ad thì phải cộng với dn thì mới bằng mn được tương tự bây giờ thầy muốn xuất hiện bc thì thầy sẽ đi theo con đường này tức là thầy có vector mb cộng vector BC cộng vector CN cũng bằng vector MN và thấy cộng vế với vế với, với, với nhau như vậy thầy sẽ được hai lần vector MN sẽ bằng vector MA cộng vector MB vector MA cộng vector MB mà M là trung điểm của AB nên theo quy tắc trung điểm thì ma cộng mb bằng vector không bằng vector không này và cộng với vector ad cộng với vector bc rồi cộng với vector dn cộng cn n là trung điểm của cd nên dn cộng cn cũng bằng vector không như vậy ta sẽ có vector mn bằng 1 phần 2 vectơ AD cộng vectơ BC. Như vậy ta được điều phải chứng minh. Câu B. Câu B của ta tương tự. Ta cũng đi tách vectơ MN để xuất hiện vectơ AC đúng không? Như, như vậy thì ta có vectơ MA cộng vectơ AC cộng vectơ CN tương tự ta được à, vector mb cộng vector bd cộng vector dn thì cũng bằng vector mn rồi ta lại cộng vế với vế với nhau ta được hai lần vector mn bằng vector ma cộng vector mb thì bằng vector không rồi cộng với vectơ AC cộng vectơ BD rồi cộng với vectơ CN cộng vectơ DN thì cũng bằng vectơ không đúng không nhỉ? Bởi vì N là trung điểm. Như vậy ta có vector MN bằng 1 phần 2 vectơ AC cộng vectơ BD. Như vậy ta có điều phải chứng minh.